Ghê. Cái gì? Này các bạn xem em làm đang sửa máy bơm này. Này cái máy bơm tự nhiên nó bị hư, bơm nước không lên. Mình đang tính sửa nhưng mà em làm kêu là em làm biết. Được, để anh xem, chống mắt lên xem em làm như kiểu cái gì nhá. Thì cái máy bơm nhà em lúc trước là nó chỉ bơm được một tí, sau lại phải mở ra nước 10 cái này à. Nó mới được mà. Nhưng mà không biết hôm nay nó phòng kiểu gì nha. Ok. Rồi. Mỗi lần bơm một tí là phải 10. Nhưng mà lâu lâu nay nó lại được. Đầy chưa, đầy chưa? Còn lâu mới đầy. Nói chung là thấy làm cũng gần đúng rồi đấy. Rồi anh bơm nhá. Được chưa? Được chưa? Để mình bơm xem có được không nha các bạn nha. Được chưa, được chưa? Được chưa, được chưa? Ghê nha. Tắt đi. Rồi để xem nhá. Để xem tắt nó có được lại không nhá. Rồi em nối lại vào đi. Đổ thêm nữa. Cần đi đổ, nó đầy rồi. Mới thế mà anh bảo lấy tô vít cái kịp. Em biết tại sao anh lấy tô vít không? À. Tại vì đổ xong bên hông cái kìa. Cái chỗ cũng là cái đây này. Đâu? Hả? Trên kia kìa, gần cạnh sát bên cái đấy luôn. Đây. Cái mà có cái cạnh này. Đây. Có cái khe đây. Ghê nhỉ, em làm cái này biết sửa nước, sửa máy bơm luôn. Thì cái này là tưởng vậy là. Chà, ai dạy chưa? Bố dạy. Bố dạy hả? Ghê nhỉ. Em làm cái này giỏi chứ ta. Nhiên rồi. Ai như anh vô. Anh không làm thôi. Để thế, xem nhá, kiểm chứng nhá, kiểm thế, chứng nhá. Thế mà đấy kêu cái máy bơm hỏng đấy rồi mà không sửa. Chà, ghê ta, nước chảy luôn. Giỏi dữ ta. Good, 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 good. Chà ơi, phỏng mũi kìa. Ấy chà ơi kìa. Tổng mũi kìa. Tắt kia đi, tắt máy bơm.